Dạ con kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 8 tháng 5 năm 2021, chúng con đang ở trường học Sidota Compassion ở Bùi Đồng Trang. Và hôm nay con đến để kiểm tra tất cả các bình thở và mọi thứ để sẵn sàng trước khi chúng con khởi đầu chương trình hôm nay. Thì hiện tại là có 35 bình thở nhỏ và 5 bình lớn. Bình nhỏ là 8 lít và bình lớn là 45 lít. Và trong tay con là những cái dụng cụ mà chú nhân viên đang ráp lại. Và đến bên con là chú Vivek Kalyan, cũng là Director Chairman của hội thực hiện Siddhartha Compassion Trust với chú cô Thị Tâm. Thì hôm nay chúng con xin ghi lại những cái hình ảnh để cho đại chúng yên tâm.